Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa hồng môn để bàn thờ đơn giản nhất. Rồi mình sẽ cắm hoa trước. Các bạn cắt và cắm cái hoa. Dán này bình được dán hơi cao. Cắm ngay ở giữa này nha. Rồi các bạn cắt thêm một cành nữa và chúng ta đo. Đây các bạn sẽ cắm song song. Dạng như chữ L vậy đó. Nhưng mà cắm cái này ở góc. Rồi cắm cành thứ hai. Các bạn có thể bẻ cái hoa như vậy nè, đó theo ý chúng ta ha. Cành thứ ba thì sẽ thấp hơn cành thứ hai. Thứ tư với các. Cái này các bạn cứ ngắn lại xíu nha. Các bạn cắt lá câu. Và chúng ta cắm vào cắm ngược nha. Các bạn cắm cái lá câu này nè. Cắm thấp hơn cái lá hồng môn cũng được mà cao hơn cũng được. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng cái đá bắt tài. Và cuốn tròn lại. Và chúng ta sẽ cắm vào cái bình hoa. Tùy theo nha, các bạn cũng có thể cắm ngược lại cũng được. Được cái lá nhỏ một xíu, cái lá này nó con quá. Rồi bây giờ mình sẽ dùng hoa hồng mình cắm ngay.
Sau khi xong rồi thì các bạn nhớ xịt nước để giữ hoa được tươi lâu hơn. Vậy là clip của chúng ta đến đây đã hết rồi.